Điều 8 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Căn cứ xác lập quyền dân sự. Quyền dân sự được xác lập từ các căn cứ sau đây: hợp đồng, hành vi pháp lý đơn phương, quyết định của tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của luật, kết quả của lao động, sản xuất, kinh doanh, kết quả của hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chiếm hữu tài sản, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật, bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật, thực hiện công việc không có ủy quyền, căn cứ khác do pháp luật quy định. Article 8. Basis for establishment of civil rights. Civil rights shall be established on the following basis. 1. Contracts. 2. Unilateral legal acts. 3. Decisions of courts or other competent state agencies as prescribed. 4. Outcomes of labor, production and business, or creation of subjects of intellectual property rights. 5. Possession of property. 6. Illegal use of assets or illegal gain therefrom. 7. Damage caused by an illegal act. 8. Performance of a task without authorization. 9. Other basis specified by law.